Ôi ơi, hôm nay là ngày 16 tháng 4 rồi. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 rồi. Bé Khôi hôm qua đi tiêm. Buổi chiều hôm qua hơi khó chịu. Bé Khôi ngủ xong thì tối có cái ngủ ngon. Bú tí mẹ. Bú tí mẹ vắt ra. Xong là cho Khôi làm hết một bình. Khôi ăn xong Khôi đi ngủ. Khôi đi ngủ xong là Khôi lại dậy. Khôi đi dậy rồi. Khôi lại xuống đây Khôi nằm chơi. Khôi nằm ở cái gối này Khôi thích này. Đấy. Chân tay của Khôi dãy giụa này. Khôi cười nói cười tươi này. Bây giờ lại chờ mẹ Phương đi vắt sữa này. Làm cho 150 ml. Khôi lại uống ngực luôn. Không là Khôi lại nằm Khôi chơi. À. Khôi hôm nay chỉ còn 11 ngày. Là Khôi tròn 3 tháng đấy. À. Khôi tròn 3 tháng đấy. Hôm nay ngày 16 rồi. Đến 27 tháng 4 là cháu Khôi này được tròn 3 tháng. Thế mà cháu đi ngủ đêm cháu đã dậy anh oạch rồi. Đấy, Khôi nằm lại Khôi nhìn quạt này. Đấy, Khôi nhìn nhìn quạt này, Khôi lại còn đang ngắm tranh này. Tranh bà này, các bác này, đồ chơi của Khôi này này, đấy. Ngày Khôi chơi xuống dưới này, Khôi chơi này, Khôi ơi, ú bà nhé, ú bà, Khôi thích chơi ú bà lắm, bà nào, à, ú bà nào, à đi à con nói đi con nói đi con nói chuyện với bà nè. Khôi ơi này nè. Chơi đi. Khôi chơi nào. Khôi chơi với cái khăn nào. Nè. Nè. Đấy. Nè. Khôi chơi đi. Đấy, chơi đi. Chơi với cái khăn nhá. Chơi đi. Chơi. Đấy. Khôi chơi đấy. Còn 11 ngày nữa là cháu tròn 3 tháng đấy. Nghe mà chân tay cháu này dài rộng này, dài rộng này. Hôm qua cháu đi tiêm rồi này, cháu cân được, ôi trời, ngáp ngon thế nhỉ. Hôm qua cháu đi cân đấy, hôm qua đi cân này, hôm qua cháu đi cân này. Hôm qua cháu đi tiêm này, cháu cân này, được gần 6 cân 6 rồi nha. Chiều cả cân thì đủ cân nhưng mà nằm ở cân thì chiều dài thừa chân ra ngoài, cái cân đấy, cái chiều dài cân nó ít quá. Cháu Khôi thì lại dài hơn cân nha. Cháu Khôi lại dài hơn cân nè. Cháu đi tiêm về đấy. Hôm nay cháu ngồi cháu chơi nha. Cháu ngồi cháu chơi nha. Đấy. Nhà ông bà ngoại cháu đẹp không? Nhà ông bà ngoại cháu đẹp không? Xe của bố đây này, chụp qua cửa kính nó hơi mờ mờ này. Đấy. Nha.
nè nè nè.